Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hòa Thượng Tuyên Quán, Khai Thị, Quyển 6, xuất bản Tổng hội Phật giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc, California, 2008. Phật Quang Phổ Chiếu. Phật Quang Phổ Chiếu là ánh sáng trí huệ Phật chiếu tỏa đến tất cả tâm chúng sanh, là chiếu cho tâm chúng sanh sáng lên để tiêu diệt hết tham sân si, là chiếu cho đen tối trở thành trong sáng để tiêu trừ 84.000 tập khí thối hư tật xấu. Chúng ta học Phật là trừ bỏ tham sân si và không còn chấp trước. Vì sao chúng ta không thấy được ánh sáng Phật? Chúng ta nghiên cứu Phật Pháp để khai mở trí huệ. Vậy đó không phải là được ánh sáng của Phật sao? Nếu chúng ta càng nghiên cứu mà lại càng hồ đồ và cũng không hiểu đạo lý chân chánh của Phật, đó là bởi chúng ta không chịu diệt trừ tập khí. Chứ đừng hỏi sao Phật quang không hộ chiếu. Tự mình không khai mở trí huệ, tham sân si hãy còn y nguyên, không chịu sửa đổi chút nào. Cho nên Phật quang muốn chiếu cũng không có chỗ để chiếu. Đây không phải có Phật quang chiếu hay không chiếu, chính là chiếu mà không chiếu, không chiếu mà chiếu. Nghĩa là khi ánh sáng trí huệ của chính mình xuất hiện thì Phật quang phổ chiếu, còn như ánh sáng trí huệ của mình không xuất hiện thì Phật quang không phổ chiếu. Phật quang ví như công ty điện lực. Như trong nhà chúng ta có trang bị một hệ thống điện lực gồm dây điện, đèn điện, tất cả đều được nối thông với nhau. Nhưng nếu chúng ta không bấm nút điện, bóng đèn sẽ không chiếu sáng và trong phòng rốt cuộc vẫn còn bị tối om. Vì sao? Bởi điện không thông tới nên không có tác dụng gì. Bởi vậy chúng ta cần phải bấm nút điện. Một khi bấm nút, đèn sẽ lập tức chiếu sáng đến những nơi đen tối ngay. Tâm chúng sanh chúng ta cũng ví như nút bấm. Nếu chúng ta bấm nút khai mở tâm thì Phật quang sẽ chiếu sáng vào. Nếu cửa tâm không mở, dù ánh sáng Phật có chiếu cũng chiếu không đến. Thí dụ này tuy cạn cợt nhưng lý lẽ của nó là giống như thế. Quý vị ơi, hãy bao khai mở cửa tâm ra, hầu tiếp nhận ánh sáng trí huệ của Phật soi chiếu vào. Như thế là quý vị được Phật quang phổ chiếu rồi đó. Giảng ngày 4 tháng 7 năm 1980. Ha ha ha, 问什么的说呵。